Minh Khôi mến chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay Linh đi thăm lợp nè, thăm lâm lợp cá lóc á, với 12 cơ ngục. Không biết nay đi thăm có không anh em ơi. Được mấy đợt trước thăm héo queo, không có nhiều. Đi tới chưa đó nè. Trời, ông trời ông chuyển mưa đó, nên là trời hơi tối. Thì Linh đi thăm thì có chỉ có thùng thôi, thùng với bao lưới, cũng có đem chỉ kim chỉ theo nữa, cái kéo theo đặng mà nó có gách đó, Linh Linh giá lại. Lúc ngày trời lạnh lắm anh em. Trời trưa trưa Linh mới đi thăm nè, vậy mà vẫn còn lạnh. Trời ơi, cái giò mới vừa đụng nước lạnh ông nội ơi. Ồ, đã. Cái thủ nước không chịu nằm. Rồi xong. Thấy cái lợp, nên là con cá rô nó chết sình, chà bá lửa luôn. Ôi, nó rồng quá anh em ơi. Cột gì đó mà con. Trời ơi, nó lạnh. Nó ngập tới đâu đó, Linh lạnh tới đó luôn anh em ơi. Nó vướng ba cái, cái xì loại không có được. Nè, cái rô chết hình nè. Ôi, cái rô chà bá luôn. Không biết sao chết trời. Trời ơi, nước ngập mà. Cái cá rô này là khó chết lắm. Trời, nước ngập đây, nó còn ướt luôn em. Lát phải dời lên nữa. Nước lúc gài sao nó rong quá. Chứ cái lợp này nó cục quá anh em ơi. Mong rằng là nó còn sống một số nha. Chết gà cũng quá. Rồi. Không. Có con chết xịn đó đó. Uống hết không, rô bự thiệt. Thôi giờ để Linh dừng cái máy đây nha. Linh đặt lại cái. Rồi tới cái thứ hai anh em ơi. Lạnh quá. Cái thứ nhất loại lạnh. Muốn mèo râu luôn. Để thùng ra đi. Cái mù riêng của mình giờ là nó teo héo luôn rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục loại xong. Rồi. Trời ơi, con cá gì nó chết. Xình ông nội mẹ ơi. Đây nè anh em ơi, cá trê. Trời ơi, chà bá luôn mà chết sình. Gì mà ngập trời. Trên còn có sặc nữa kìa. Ui, lẽ nước ngập kỳ ta. Thiệt tình. Cái này ngày nào cũng thăm á. Mày biết có ngày nào cũng thăm. Chết luôn á. Lạnh. Trên cái trời uống thịt. Rồi còn con nào. Ê, chạy ra, trời. Anh em thấy con gì chưa? Trời, chết mẹ rồi. Khủng lồ rồi anh em ơi. Trời ơi, vô. Nè. Hết thần con lươn. Ông nội mẹ ơi. Đột ngựa ơi. Trời ơi. Ôi cá rô chết luôn mày hứa chưa dình. Ông nội mẹ ơi con lươn. Thôi rồi vô rồi. Con lươn này cái ký á mày.
vô rồi. Giờ để Linh để máy, mình để máy xuống rồi được. Thôi quá mừng rồi, hết lạnh rồi em ơi. Linh giờ hết lạnh rồi. Ông nội mẹ ơi, con Lương. Ôi con Lương anh em ơi, không thể nào nã nổi con Lương này luôn. Đây nè, thánh thần ơi, nó dằn ngoách. Trời ơi, quá đã không? Đã không anh em ơi? Thánh thần thiên nội, thiên nội địa hội ơi, quá mừng rồi anh em ơi. Lên cho anh em xem kỹ lại nữa nè. Quá con Lương hải hồn thiệt. Rồi lớn hơn con Lương, lớn hơn con Lương được, con Lương đợt trước nữa anh em. Thánh thần ơi, mừng quá, quá quá mừng rồi. Để Linh để cái máy xuống bắt cho anh em xem nha. Ôi, nó ló cái đầu ra mà nó ló không được nè anh em. Thánh thần ơi, mừng quá anh em. Bữa nay tổ đãi Linh rồi. Có xe. Tao chạy ngang tao không thấy. Xuống mày. Trời ơi, nó đâm đầu vô lưới. Vô mày. Nó mày. Mày nhà bự. Thánh thần ông nội ơi, thánh thần con Lương anh em ơi. Con Lương này mà không một ký thua liền anh em. Trời hơi tối anh em ơi. Thấy chưa? Nè, thấy con Lương không? Hết biết con Lương anh em ơi. Vô. Vô. Hồi đó giờ Linh đặt con này được con thứ hai luôn rồi đó. Trên con cá trời uống thiệt. Còn cá gô này, còn cá gô này còn cứng, còn xài được anh em. Cá gô với hai cá sặc xài được. Cá trời này xịn rồi, bỏ đi. Thôi để Linh đặt lại nha. Vô. Mấy cái thứ hai là thấy ấm lòng rồi đó anh em ơi. Vô con Lương cái hết lạnh liền. Là gì vậy? Rô. Có không? Có con à. Ờ. Mới vô đây câu hay gì? Mới vô câu thử.
Rồi cái này đập này nhập nữa rồi. Cái này có chắc cũng chết luôn. Dây đừng có. Rồi chết sình luôn nè. Nè. Nè có cá chết sình luôn em ơi. Rồi chết sình luôn nè. Thiệt tình chết sình luôn. Để mình đặt lại nha. Rồi bữa đó mình đặt cái này ha là đâu có trống, càng ngày càng trống, xịt thuốc á. Lạnh lạnh chứ chẳng chơi đâu anh em ơi. Hồi nãy còn có nắng giờ đỡ, giờ vừa đây nó mát. Vô con lươn bự bự nữa cái là hết lạnh rồi anh em. Wow, trời ơi con cá dầu. Ui hên quá, cá dầu vừa chết luôn. Nó lên đây nó mất gạnh nè. Lên đây nó mất gạnh nó chết nè anh em. Bổn anh em ơi. Vô. Này trúng mánh rồi. Cái đầu tiên vậy là vô mánh rồi. Vô có tàu ngầm nữa đó anh em nè, con có dầu hai cái gô, con tàu ngầm, con có chốt, cái chốt chà bá luôn. Quá lạnh này chết giả. Cái tàu ngầm này nó dư cái ngạnh ra là vô phương rồi. Hên là thăm bữa nay chứ ngày mai thăm rồi. Cô có dầu này chết sình rồi. Hên là nó mới vừa chết luôn. Quá mệt. Quá mệt em ơi. Có cá anh em ơi, hình như có con ếch nữa, hình như có con ếch bự lắm. Thiệt con ếch chà bá lửa luôn anh em ơi. Ôi cá.
cái gô nó chết hình nè. Rồi sao cái này đừng nó lại nhập luôn cái này. Uống thiệt. Ốc bù vàng á. Bắt mày luôn ốc bù vàng ơi. Bắt mày luôn. Rồi con ếch. Con ếch chết rồi. Con ếch mới giờ chết luôn. Nó thở không được anh em ơi. Ôi con ếch hết hồn quá thiệt. À, con ếch này vẫn còn sử dụng được nha anh em. Ôi cá chết nè, cá rô mề long thần chết quá trời chết nè. À, sao nó ngập ngập chết uổng thịt chứ. Cái này có lương chắc, cái lương chắc nó chết luôn á anh em. Ôi tàu ngầm chết luôn. Ôi còn mấy cái phi chết quá trời luôn. Còn hai cái phi, con lau kiến nó chết rồi, chết quá trời chết luôn rồi. Vậy để bắt cái phi thôi, đâu có chết bỏ. Chết một người luôn nè. Này không biết nước kém lại hay gì nè. Sao mấy ngày nay nó đông quá trời. À nó kém kém rồi không không ha. Hàng chi cá của tôi nó chết trơn nè. Đó, ngon lắm. Dở cái nào cũng có là linh chịu à. Không bơm nước rồi. Quá trời đúng không? Quá trời cái con tàu ngầm này luôn anh em ơi. Hết sức bự. Ôi giời, cái nào không có trên trời đã thiệt. Mà Linh cũng lạnh quá.
quá lạnh rồi. Hết biết cái con nào ngầm này. Thì Linh bắt cho anh em xem nè. Rồi con cua nó chạy ngửa tao lại đây. Trời ơi, ông tắt máy cái nhẹ cái đầu vậy đó. Đó, hết cỡ. Không thể đã nổi luôn. Cầm một quặm tay mà cầm không hết luôn anh em. Hết thôn. Con lau kiến này là con lau kiến chúa. Ông đó giờ ông thấy cái lau kiến hết hồn chưa? Hả? Được chừng 4 con nó về cái lục xã ha. Ừ. Ở thôn rồi chứ trời. Lóng thân cái chứ. Nó đưa cái đầu xuống cho đây. Đó đó. Mấy con cua. Đổ mấy con cua này ra bỏ đi. Nó kẹp gắt hết. Rồi cái cuối cùng anh em ơi. Hồi nãy cái vừa rồi trời có mấy con lên xuống quay. Quá lạnh. Linh mới vừa sửa cái không chạy á. Linh lặn lên Linh dọn ở dưới á. Ôi ôi giờ nó lạnh. Luôn. Trời ơi. Trời ơi, cách lỗ chà bá luôn. Thôi để Linh giá lại cái này cái. Linh về tới nhà nè anh em ơi. Rồi công nhận lạnh thiệt. Thì Linh ơi. Cái thao đổ lươn với cá ra cho anh em xem nha. Đi ra ngoài này đổ cho nó chỗ nào sáng sáng. Qua bên đây đi, bên này đổ cho nó. Ở trong nó tối quá đổ anh em. Lạnh quá giờ nói tiếng một không anh em ơi. Đó lươn hai lương bây giờ là để lát lưng đổ rồi luôn. Đó. Nói chung là này vô mánh đây em ơi. Trời cái con nào ngầm này thiệt, cái con này là ôi. Rồi camera để Linh lao camera lại cái camera ướt rồi. Rồi Linh lao camera rồi nè. Nó nữa đây. Con ếch này còn sử dụng được nha anh em. Nó cũng vừa chết thôi à. Đó ngon không? Bữa nay là cá chết nhiều. Chết sình bọn lắm, Linh bỏ bớt à. Rồi để Linh đổ nè. Để Linh mở. Linh mở vừa lên quá. Để Linh dừng lại ngang Linh mở lương này ra cái.
trình đổ lương ra nè. Lương dữ ghê không em ơi, đã không? Con này, con này nhỏ hơn, con này hết hồn nó mọc. Cả nhà ơi, cái 12 cái ngục cuối cùng á, mình thăm mà mình quên bấm máy quay, nên là cái con lương sao á, nên là không quay cho anh em xem được. Rồi, cái chắc kiểu này Linh á, làm mồi ra đó đặt trúng quá. Hôm nay là cái con kinh đó là lương ăn nhiều, Linh ăn lương nhiều dữ lắm rồi đó. Rồi anh em ơi, quá lạnh. Rồi Linh kết thúc cái video đây nha. Linh quên cả nhà hãy đăng ký ủng hộ Linh nha, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem luôn. Rồi Linh cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, hẹn cả nhà lại cái video sau. Quá rồi.